Luật chơi vòng 1, người hùng của con. Tại vòng 1 sẽ có 3 thử thách với những câu hỏi liệt kê theo các chủ đề khác nhau. Các bé sẽ dựa vào sự quan sát, tiếp xúc hàng ngày với ba mẹ và nghĩ rằng ba hoặc mẹ ai là người am hiểu về chủ đề được đưa ra nhiều nhất để tham gia vào thử thách. Sau đó, bé sẽ đưa ra phán đoán ba hoặc mẹ sẽ trả lời ra được bao nhiêu đáp án cho câu hỏi. Trong vòng 1 phút, ba hoặc mẹ phải trả lời đúng với con số dự đoán mà bé đưa ra sẽ nhận được 10 điểm. Nếu không đạt được đúng số dự đoán của bé, thì số điểm đó sẽ thuộc về gia đình còn lại. Và bây giờ sẽ là chủ đề đầu tiên được mang tên ẩm thực. Với thử thách về ẩm thực thì con nghĩ là ba hay là mẹ trong đội hình của mình sẽ là người vượt qua thử thách này dễ dàng? Dạ thưa cô, là mẹ của con. Còn Khoa thì sao? Dạ con chọn ba. Tại sao lại chọn ba vậy Khoa? Dạ tại vì ba con biết nhiều về ẩm thực. Một bên chọn mẹ, một bên chọn ba. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu hỏi từ chú Hoàng Rapper. Cảm ơn cô Thường Tăng. Và bây giờ xin mời mẹ Nguyệt cùng với ba Chương lắng nghe câu hỏi. Trong vòng 60 giây, ba hoặc mẹ của các con có thể kể tên được bao nhiêu món ăn được làm từ chuối? Bây giờ bạn nào muốn thách đấu trước? Khoa đi cho con trai cho chỏng vạc tự tin đi nha. Con đoán là bây giờ là ba con sẽ có được bao nhiêu câu trả lời chính xác nè. Dạ con đoán ba con sẽ trả lời được 5 câu. Dạ con sẽ chọn 6. Với con số 6 của Trà My, Đăng Khoa có suy nghĩ lại hay là muốn tiến lên tiếp không? Dạ không. Dạ không. Dạ không. Như vậy là Đăng Khoa quyết định nhường cơ hội lại cho gia đình Trà My. Đăng Khoa suy nghĩ kỹ chưa? Dạ con suy nghĩ kỹ rồi. Rồi Trà My yeah, cái lấy tinh thần nè. Yeah. Rồi bây giờ sẽ là lượt dành cho Trà My và mẹ của mình trả lời câu hỏi liệt kê những món ăn được làm từ chuối. Và chốt đáp án sẽ là 6. 6 là quá đơn giản của mẹ nếu như mẹ tự tin và bình tĩnh nha. Chuẩn bị 3, 2, 1, xin mời. Chè chuối, kem chuối, sinh tố chuối, chuối sấy. Mẹ ơi cố lên. Chuối nướng. Bánh chuối. Tiếp. Kẹo chuối. Kẹo chuối luôn. Dạ. Đăng Khoa có biết món nào không? Dạ bánh chuối. Trời ơi cái tên dân giả lắm. Dạ rồi hết. Dạ nữa đi à, thời gian vẫn còn, đừng buông xuôi. Thời gian còn à. Chứng tỏ tinh thần thi đấu của mình. Và thời gian kết thúc. Như vậy là với những sự tập trung và những câu trả lời của mẹ Nguyệt thì rõ ràng chúng ta đã thấy rằng hy vọng của bé Trà My là 6 đáp án. Mẹ đã không đạt được 6 đáp án mà tới 7 đáp án luôn. Wow. Chúc mừng cả nhà mình. 10 điểm đầu tiên đã xuất hiện rồi. 10 điểm đã thuộc về gia đình của bé Trà My. Và bây giờ chúng ta đến với chủ đề thứ hai. Chủ đề thứ hai được mang tên thiên nhiên. Bây giờ thì Trà My với lợi thế dẫn đầu đang được 10 điểm, con sẽ chọn ba hay mẹ tham gia thử thách này? Dạ con sẽ chọn mẹ thêm một lần nữa. Vậy thì về phía Đăng Khoa thì sao nè? Mình suy nghĩ tính toán kỹ thì bây giờ mình sẽ chọn ai đây? Dạ con cũng chọn mẹ luôn. Chọn mẹ luôn. Và đây sẽ là hành trình của những người mẹ vượt qua thử thách của chương trình. Nhưng mà trước hết mình phải lắng nghe thật kỹ câu hỏi để đến với phần thách đấu nữa nha. Mẹ Nguyệt và mẹ Thùy chú ý lắng nghe câu hỏi. Trong vòng 60 giây, mẹ của các con có thể trả lời được bao nhiêu loài hoa có màu tím? Bây giờ ai muốn thách đấu bạn mình? Trà My. Dạ con nghĩ là mẹ con sẽ trả lời đúng được 3 đáp án. Con nghĩ mẹ con sẽ đoán được 6. Dạ con sẽ nhường. À, bây giờ thì Trà My đã quyết định nhường cái cơ hội trả lời này lại cho mẹ của Đăng Khoa. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với lượt dự thi của mẹ Đăng. Chúc cho mẹ của Đăng Khoa đó chính là mẹ Thùy sẽ cố gắng vượt qua được 6 đáp án với bông hoa màu tím. 3, 2, 1, bắt đầu. Hoa sim tím, hoa lan, hoa rau muống, uống biển á. Ờ, đang uống biển. Rồi, hoa 10 giờ. Hoa cổng hỏng gì, tú cầu á. Dạ, tú cầu. Hoa đậu biếc, hoa dâm bụt. Dâm bụt. Hoa lục bình. Hợp lý. Hoa giấy. Rất giỏi. 60 giây kết thúc và mẹ Thùy đã kể tên vượt ra khỏi 6 đáp án. Như vậy 10 điểm thuộc về gia đình của mình. Yeah. Và bây giờ sẽ là chủ đề tiếp theo được mang tên địa lý. Bây giờ Đăng Khoa sẽ chọn ba hay là chọn mẹ để vượt qua thử thách liên quan đến địa lý đây? Dạ con tiếp tục chọn mẹ. Con tiếp tục chọn mẹ, dành niềm tin cho mẹ, dễ bắn tim cho mẹ đi nè. Rồi, cảm ơn Đăng Khoa. Còn Trà My thì sao? Dạ con cũng sẽ tiếp tục chọn mẹ. Vậy thì mình phải bắn tim bự hơn nữa cho mẹ cái nè. Rồi, đáng yêu dễ thương quá. Lại là tiếp tục câu chuyện của những người mẹ ạ. Và bây giờ xin mời hai mẹ cùng lắng nghe câu hỏi. Trong vòng 60 giây, mẹ của các con có thể kể tên được bao nhiêu thác tại Việt Nam? Thác Đổ.
Mình sẽ bắt đầu với Đăng Khoa. Đăng Khoa đoán coi là mẹ mình sẽ có mấy câu trả lời đúng đây. Con đoán mẹ con sẽ trả lời được một câu trả lời đúng. Dạ con sẽ nghĩ là mẹ con sẽ trả lời được đúng 2 câu. Con nghĩ mẹ con sẽ trả lời được 3 câu trả lời chính xác. Dạ con sẽ nhường. Hả? À? Con quyết định nhường cơ hội này lại cho mẹ của Đăng Khoa. Rồi, và mẹ của Đăng Khoa ơi, không biết là mẹ đã sẵn sàng với câu hỏi về địa lý của mình chưa ta? Dạ, chỉ có 3 đáp án thôi. Đúng vậy. 3, 2, 1, bắt đầu. Hát Na Đạt Tân La. Đạt Tân La. Hát Camry. Camry. Hát Văn Điền. Văn Điền. Hát Mai. Ở Đà Nẵng, ở Đồng Nai. Hát Bờ Rê. Hát Văn Điền. Camry. À, Đạt Tân La. Hát gì trên mắt. Hát gì ở trên Tây Nguyên mà báo ông luôn à. Dạ. Đó, đề này khó chứ bộ mọi người ơi. Và sau khi chúng tôi kiểm tra lại những đáp án với phần trả lời của mẹ Thùy thì chúng ta phải xác định cách phát âm của mẹ có chính xác tên thác hay không. Thật là đáng tiếc, mẹ đã phát âm sai một số chỗ, nó ảnh hưởng kết quả của mình. Ví dụ như là thác Cam Ly chứ không phải là thác Cam Ri. Những thác còn lại hoàn toàn hợp lệ và mẹ có được 4 đáp án đúng. Wow. Lớn hơn 3, 10 điểm cho mọi gia đình của mình. Yeah, mẹ giỏi quá. Và cũng may là cán bộ tuyển ý rất là thận trọng. Nếu như chúng ta lỡ hăng quá, đưa ra con số quá cao thì chắc chắn không vượt qua được. Và tỷ số hiện tại đang là 10 và 20, rất là sát nhau. Hai gia đình hãy cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa. Ở vòng 2 được mang tên Ai Là Siêu Nhân.